quý vị, sáng ngày hôm qua 12 tháng 1, trên đỉnh Phan Xipang, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai đã xuất hiện mưa tuyết rơi. Và đây là trận tuyết thứ hai ghi nhận được tại tỉnh tính từ đầu mùa đông cho đến nay. Nhiều du khách khi mà biết tin này thì đã đồng loạt đổ xô lên Phan Xipang để có thể trải nghiệm và chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Lượng khách tăng đột biến khiến cho các nhà hàng và khách sạn tại Sapa luôn trong tình trạng chật kín. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Chiều muộn ngày 12 tháng 1, chị Vũ Thị Tâm cùng đoàn công tác trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ tỉnh Bắc Ninh có mặt tại Sapa. Thông tin băng tuyết xuất hiện tại đỉnh Phan Xipang khiến chị và các thành viên đều cảm thấy vô cùng hào hứng. Chúng tôi có một chuyến tham quan kết thúc kỳ 1 năm học và chúng tôi rất là muốn khám phá Sapa vì chúng tôi nghe là Sapa có băng tuyết và chúng tôi muốn lên để trải nghiệm. Tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy băng tuyết và thực sự là rất là hào hứng và đã chuẩn bị rất nhiều áo ấm để lên để khám phá băng tuyết vào ngày mai. Việc một lượng lớn du khách đổ xô về Sapa chiều tối ngày 12 tháng 1 khiến cho các nhà nghỉ khách sạn tại đây trong tình trạng cháy phòng. Nhiều người phải chấp nhận di chuyển xuống các khu vực bản làng xa trung tâm để có chỗ nghỉ ngơi. 3 ngày vừa qua, từ khi bắt đầu Sapa xuất hiện băng tuyết thì chúng tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ khách hàng gọi đến phòng kinh doanh để đặt phòng cho những ngày như ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Nhưng mà hiện tại thì khách sạn chúng tôi đã full toàn bộ phòng, đã kín toàn bộ phòng. Cá nhân tôi cũng đã chỉ đạo cho nhân viên quản lý là tăng cường điều động toàn bộ nhân viên của tất cả các bộ phận, tăng cường làm thêm ca và... Nói chung là những ngày này thì áp lực công việc khá là mệt. Không chỉ các khách sạn, nhiều địa điểm ăn uống tại thị trấn Sapa cũng chật kín người. Tình hình khách ngày hôm nay thì tăng đột biến so với những ngày thường là tăng gấp 2, gấp 3 lần. Thường như với công suất của nhà hàng Đỗ Quyên này phục vụ 360 khách, đến như ngày hôm nay nhà hàng phục vụ tới 700 khách, gấp đôi với so với ngày thường. Cái lượng khách đang lên để ngắm tuyết tại Sapa rất là đông. Không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tăng cường tại miền Bắc, vì thế những khu vực cao nhất đỉnh Phan Xipang, băng tuyết được dự báo vẫn còn có khả năng xuất hiện trong ngày hôm nay. Đây là dịp thuận lợi để các du khách ở xa có thêm cơ hội chiêm ngưỡng và ngắm nhìn băng tuyết.